Dạ, em mến chào quý ông bà cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của em. Hôm nay thì em đi về huyện Chi Tôm cô chú anh chị, để ghi hình một cái chợ ở vùng sâu xa của huyện Chi Tôm. Đây phía trước em này cô chú anh chị, đây là chợ Lộc Quế. Chợ Lộc Quế này thì ở vùng vùng biên giới nha cô chú anh chị. Đó. Cái đoạn đường này nè cô chú anh chị, và mình đi thẳng về là Hà Tiên nha. Đó, đi về Hà Tiên, còn con đường này mình về đảo về tỉnh Biên này cô chú anh chị. Đây à, phía trước mặt em là chợ Lộc Quế này cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị đồng hành cùng với em đi chợ Lộc Quế nha. Chợ Lộc Quế này thì nó cũng nhỏ thôi rồi cô chú anh chị. Trước này thì em thấy có cái điểm để xe này nè cô chú anh chị, để ăn uống cà phê này kia đó phía đây thì em thấy có một cô bán xôi nè. Chị bán bánh nếp rồi ngon quá, có cơm rượu không? Có cơm rượu không? Hai bà. Chị bán hết sớm quá ha. Bánh bèo chưa hết luôn rồi. quá đắt. Còn biết nữa cái nào nó hơn vậy trái vậy cái. Đường này thì đi vào bên trong chợ Lộc Quế này cô chú. Phía trước này thấy có cô bán bánh mì nè. Phía đây là cái điểm để xe phía trước. Đó. À đây thì em thấy có cô bán bánh mì nè, bánh mì thịt. Hôm nay bán đắt không cô? Bán cũng bình thường. Bình thường ha, cũng được ha. Dạ, lên Tây Ninh đấy cô, quay chùa ha, chùa núi Bà Đen. Rồi anh chúc mấy cô bán đắt hàng nha. Nó dài dài đây nè. Chợ này người ta nhóm sớm không cô? Sớm. Sớm ha. Dạ. Ở đây có bán trái cây nè cô chú. Vậy này, vậy này, cây kìa. Sao lên bán trái cây đắt rồi chứ? Trái cây cam nè cô chú, rồi chôm chôm nè. Nó chị bán trái cây ở chợ Lạc Quế. Quay đưa lên mà. Chợ này là chợ vùng biên giới phải không cô? Trên kia là bên Campuchia ha. Bên kia đây nè. Đây nè ha, là Campuchia. Dạ. Dạ, con đưa lên tới toàn thế giới luôn, đưa lên YouTube toàn thế giới luôn. Cái clip nào, clip này lên là coi dạ. Em hả? Em là bến quê miền Tây. Dạ. Rồi, chị bán trái cây rất là vui vẻ đó nha cô chú anh chị. Có đi đi chợ Lộc Quế thì cái ủng hộ chị nha. Chị bán ngày có bưởi có nè, nhãn có nè, chôm chôm thái có luôn nha. Rồi em chúc chị bán đắt hàng nha chị. Bên đây thì em thấy có bán bún nè cô chú anh chị, bún nước lèo miền Tây, bún cá nha. Đó, hôm nay con ghi hình mấy cô ở chợ Lộc Quế lên cho bà con xem. Trời ơi, quay bên kia quay đấy. Khói luôn, quá ngon luôn. Bún quá. Bún cá, bún nước lèo nè cô chú. Nhìn rất là ngon nha. Bún nước lèo. Còn đây là bún cua hay gì nè. Bún cua hả cô? Ồ, mọi người bán bún nước lèo, người bán bún cua. Khỏi cạnh tranh nhau. Chứ đúng ra mấy chợ khác là ra bún cua nước lèo chung luôn. Còn này là bán về đại quanh khỏi cạnh tranh nè. Đúng là chợ quê có khác nha. Hai bên người bán vậy sao? Dạ. Rồi, anh chúc cô bán đất hàng nha cô. Bên bán bún cá, bên bán bún cua. Đúng bên tim nữa.
hôm nay ghi hình cô chú anh chị ở chợ Lộc Quế này lên cho bà con xem. Ở bên đây thì sẽ có bán quán cà phê này cô chú anh chị. Rồi này xuống cà phê không? Dạ. Xuống ly cà phê đi. Cô uống cà phê hả? Cô uống cà phê ha. Chợ miền Tây này cô chú anh chị có những cái hộp cà phê vậy nào đơn giản vậy thôi. Đó, rất là giản dị luôn nha cô chú anh chị mà. Rồi con quay phim cho bà con xem cô ơi. Chào đường. Ở đây thì thấy cô có bán là cơm tấm này nha. Đó. Cơm tấm. Cô bán cơm tấm này trước tại chợ Lộc Quế. Bán tới mấy giờ mới nghỉ cô? Mình bán cơm vậy tới mấy giờ mới nghỉ? Khoảng 8 giờ mới nghỉ. 8 giờ ha. Rồi. Tôi cho con xin gửi xe đó, con vô con xin chút đi con. Chiếc xe, chiếc ghim đó. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi dài trong đây là những nhà đồng trại này cô chú. Nhà đồng trại này có quán cà phê nha. Rồi giờ đây mấy cô chú quán cà phê nè. À, trong này có bán bánh canh mì hủ tiếu luôn nè cô chú anh chị. Đây. Ở đây thì có cô bán bánh canh mì hủ tiếu cho lòng đầy đủ nha. Mình có đi chợ Lộc Quế thì đi vòng vô đây ăn cháo lòng. Cháo lòng miền quê. Đây nè cô chú. Bà con đi chợ buổi sáng. Bên đây thì có bán đồ mê mặt này kia này cô chú. Bên là lần cũng có đồ mê mặt nè. Ở đây thì có một cô bán bánh mì nè. Ở đây thì bán tạp hóa. À, khu này thì bán trái cây, bán dưa hấu. Dưa hấu này cô chú. Nó về về đây nè. Yeah. À, bên đây thì có khu bán trái cây này cô chú anh chị. Đó, rất là ngon luôn nè. Ở đây thì có chị bán cá này cô chú. Cá miền Tây, cá linh này nè. Cá linh, cá dẫn này kia đầy đủ cô chú. Ở đây cũng có cô bán cá nè. Rồi trái cây thì bán trái cây ít lắm cô chú anh chị ơi. Chợ quê mà nó có một số hàng trái cây vậy nè, nhìn cũng rất là ngon. Đây là trong nhà làm chợ này cô chú anh chị. Mình thấy vắng đó. Cô bán bánh nè. Không có lửa, lấy tí nè bà nội. Giữ lửa hoài. Đây thì mình thấy có cá. Sao? Có bỏ gì đâu. Bỏ trái kép đi. Chị bán bánh ngọt. Đây có một cây thịt heo này cô chú. Đây thì riêng dưới đây thì có bán cá nè. Cá điêu hồng, cá he, cá cha, đầy đủ đây cô chú. Này dùng biên giới nè, nhưng mà thấy có linh cũng ít nè, tại cái chợ này nhỏ hay vậy, bà con cá sụa. Cá gô. Cá gô này cho chú chị. Cá chê. Chợ vùng quê này thấy nhỏ, bây giờ bà con nói ít lắm cô chú. Chỉ có một vài điểm bán gì thôi. Chợ thì em nhìn thấy rộng nhưng mà bà con buôn bán ít xịu à. Rồi người đi cũng thấy cũng ít nữa. Người đi cá linh nè. Chợ này bà con đi chợ ít chứ gì. Em nghĩ là tới mùa cá này thì bà con đi đông chứ không ngờ đi ít xịu à. Chưa chút đi nhiều không chị? Lê gai chợ này đó rồi. Lê gai gì đấy ha. Rồi em chúc chị bán đắt hàng nha chị. Rồi gà đây nè cô chú. Hai bên đây thì bán cá. Bên đây bán gà vịt.
Đây em thấy bán trái cây nè, bán nông sản chứ nhầm, đây bán nông sản nha cô chú anh chị, nông sản cà này, cây rau nè, củ qua, bầu bí, dưa leo, đậu đũa. Đây có bán bắp nè, bắp nó sen. Bông súng nè cô chú, rất là đẹp luôn nha, bông súng bí cây ngọ sớm. Cùng ở đây cũng bán cũng đầy đủ, đầy đủ đồ đồ mà bà con đi chợ ít lắm cô chú. Ở đây cá chê nè cô chú anh chị, cá chê, cá he, cá điêu hồng rất là ngon luôn nè, thanh long. Cô chú ở đây này có cá linh nhỏ nhỏ thì thảo ta quay phim đó nha thảo. Bông súng. Bông súng miền Tây. Hôm nay cá linh ngon quá nè. Chị bán cá linh hôm nay bao nhiêu ký vậy chị? Ký 100.000 anh. Quay phim bán 150. 100.000. Chị phim bán 150. Hôm nay cá linh lớn lắm rồi cô chú, bằng ngón tay bằng ngón tay giữa rồi đó. Cá linh hôm nay rất là ngon nè, 100.000 một ký đây, rất là rẻ. Cá nhảy luôn. À, chưa nói là công an nó bắt em rồi chị ơi. Bây giờ có công an an ninh mạng trơn à, đâu phải làm cái khơ nữa, khơ nó bắt nhốt hết trơn luôn. Dạ dạ, chút xíu em quay hết, bà con đây em quay hết. Đây chuối nè coi chứ anh chị. À, chuối rất là ngon luôn nha. Rồi em chúc chị bán đáy hàng nha chị. Ở đây bán củ sắn nè, phai ngọt, phai lan nè, đó, đầy đủ nha nó. Rồi cà nè, cà, bầu bí, rồi dưa gan đầy đủ luôn. Dạ. Cô bán cá chưa có chồng mà có hai con. À, đây đang ghi hình chọi cho cô chú anh chị mình xem, bà con được đi lay gai thôi chứ không có đi tấp nập đông nha. Đó có một thúng đồng nữa nha các bạn, lay gai đi lên chọi lập với cho nổi tiếng, đang bán đất hàng luôn. Em ghi hình mấy cô ở chợ Châu Đốc á, người ta nói ghi hình lên bán đất hàng lắm, ta biết người ta vô ta mua luôn. À à, thì vòng vòng đây lên biết chạy vòng vòng ở chợ đây nè. Nhằm khi ta đi mua bán cá ta thấy chợ này bán được là đây ta bán luôn. À, đây cô bán ốc nè, cô bán ốc, cô bán cái ốc bán rồi con cá này, con cá thác lát hay gì nè, thác lát nè, cá sặc nè, cá bay chầu luôn. Ồ, về vùng này thấy cá bay chầu nhiều quá ta. Cá bay chầu này như là dùng này có nước nước phèn phải không cô? Nước phèn có bay chầu sống nhiều ha. Nước phèn đâu có nó được. Không có ha. Dạ. Nước phèn là nó chất queo đẹo hết. Nước phèn nó sống không được ha. Dùng mình đây dùng nước ngọt. Dạ. Rồi cô bán có lòng tông nè nha, rất là ngon luôn. Rồi con chúc cô sức khỏe nha cô, sắp tới bán đất hàng nha. Rồi đây cô chú, chợ này nhìn thấy bà con vui vẻ lắm nhưng mà chợ hơi thưa nha. Đó. Phai cao nè, phai lan nè, nó khô là đầy đủ nha. Dạ. Cô bán tỏi nè, cô bán tỏi với hành nè, nó bữa nay mấy bữa nay bán đỡ không cô? Cái này hợp về trời mưa. Hôm qua trời mưa ha, hôm qua trời mưa quá chèn luôn. Bữa nay hết mưa nè, hy vọng là mấy cô bán chút xíu hết hàng nha. À. Rồi, con chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha, sắp tới bán đất hàng nha. À, đây có em gái bán dưa hấu. Dạ, em con em là bến quê quê lóc. Dạ, bến quê miền Tây. Dạ, bến quê miền Tây. Đó. À, đây em gái bán dưa hấu này mua hay là trồng nhà em gái?
mua bán lại ha, bán chỉ bán chợ này thôi, có bán chợ nào nữa không? Chợ này thôi. Rồi thường ngày bán được không? Chị góp tiền nha. Rồi góp tiền sáng luôn. Em phải chợ quê. Chợ quê. Em lên bắt dưa hả? Ồ, chợ quê góp tiền cũng rất là rẻ nha. Bán chưa được đó. Bán chưa được. Chợ này bán chưa được. Dạ. Mỗi bữa sẽ đông hơn hả cô? Cá rồi. Bữa đông. Nay không có cá bắt chân nè. Dạ, chắc hôm qua giờ mưa. Bà con bữa nay hơi làm biếng đi chạy anh tí. Rồi, chú em gái mới đắt hàng nha. Ở đây cô bán cá lồng tông mấy cái gì nè. Cá lồng tông. Ốm nước đá rất là ngon luôn. Một ký bao nhiêu tiền vậy cô? 100 ngàn. À, rất bình dân nha cô chú. Rồi chúc cô bán đất hàng nha. À, gào muống nè cô chú anh chị. Đây. Gào muống, gào nhút nè, đầy đủ nha. Dạ. Dài dài đây thì có chú bán mùng mền nè cô chú. Rồi em đi hết phía sau rồi cô chú, em phía sau em quay lại trước cho cô chú cho mình xem nha. À, cái công viên này thì cũng rất là rộng nhưng mà bà con bán ít lắm. Đây nè, chợ rất là rộng luôn nha, phía sau này rất là rộng nè, nhưng mà bà con bắt được con khúc trong này. Dạ, quay cho bà con biết chợ là quế của mình. À, cô chú thấy không, chợ thì rất là lớn luôn nhưng mà bà con bán rất là ít nha. Khu này khu chợ mới hả chú? À, bán được có phần nửa chợ à, còn phía sau đông lắm. Hy vọng là sắp tới bà con về đây lập nghiệp à, rồi bán chợ cho nó rất lên. Dạ, bà con nhiều thì mới dám đông được. Ở đây cô bán cây lương đồng nè. Đó, lương đồng rất là ngon nha, cái đuôi nó dài thòn mà nhọn nhọn. Hết chuột đầy đủ nè cô chú. Rồi. Ở đây thì thấy có cô bán sâm nào. Bán chậm chậm thôi chút xíu à. Có chút xíu vậy thôi, cũng kiếm tiền nè, đu đủ. Này là trồng nhà không nè cô chú. Mấy cô, mấy chú ở đây, mấy cô, mấy chú ở đây thì trồng nhà đem ra bán không à. Sâm này chắc cũng trồng nhà luôn quá. Không, cái này mua giò bán. Mua giò bán như vậy cô. Là bánh để bến quê. Dạ cô, bến quê miền Tây. Lên bấm vô bến quê miền Tây ha. Dạ. Dạ là gặp. À. Rồi con chúc cô bữa nay nhiều sức khỏe nha. Dạ. Một tí bán hết hàng nha cô. Bán cho hết đồ. À, hết hàng đi về luôn. À. Đây khoai lang nha. Khoai lang, khoai keo. Ông khoai gì chừng nào mới đăng lên? Dạ ngày mốt em đăng lên. Rồi. Tên gì? Bến quê miền Tây cô. Bến quê miền Tây. Dạ, đó. Khoai lang miền quê rất là ngon nha cô chú. Đây nè. Hôm nay cho mấy cô bán chợ đây là lên hình hết luôn nha. Đó. Làm kỷ niệm luôn. Lâu lâu cái lên coi lên xem. Ủng hộ con nha. À, chúc cô góp chợ ngày nào cũng góp nhiều hơn nha. Dạ con ghi rồi, con ghi rồi. Rồi con chúc mấy cô mấy chị ở đây nhiều sức khỏe nha. Trời nhỏ quá không lẽ quay hoài. Quay đủ rồi. Rồi em sẽ ghi hình dời cái đây một lần nữa cho cô chú anh chị mình xem á. Thì em sẽ kết thúc video ở đây. Thì hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em. Cuối video thì em chúc cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. À, nhà mình thì luôn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nha cô chú anh chị. Đó, ở đây là chợ trái cây nhưng mà bà con bán ít lắm cô chú. Rồi em thấy bên đây cũng có một dãy nè, em qua đây em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem một bên đây một phần nữa. Đây dãy này có bán đồ này cô chú. Khu này thì có bán đồ may mặc này kia nè. À, bên đường bên đây nè cô chú. Đường bên đây chợ thì em thấy cũng có bán đồ nha. Bên đây thì có mấy cô mấy chú bên đây có một dãy bán đồ nè. Đồ may mặc.
dài dài bên đó là nhà lồng chở cá nãy đó cô chú. Đây là cái đường đi ra nè, cũng có bán đồ khẩu trang ở kia nè, bao tay, đồ quần áo, nói chung thì đồ may mặc nó cũng nhiều đó cô chú, nhưng mà chợ cá thì ít nè, chợ cá thịt ít xỉu à, nhưng mà đồ may mặc ở kia nhiều nè. Đây chợ cái đường này luôn. Bên đây thì có những cái giải bán hàng tạp hóa này kia nè cô chú. Chợ dùng biên giới thì bà con chủ yếu là dân đây để người ta mua bán này kia rồi cô chú anh chị. Nhà cửa thì ít, thì chợ nó đi lai gai, không có tấp nập như mấy chợ ở vùng này kia. Đây có bán gạo nè cô chú. Trái cây nè. Rồi. Chị bán gần hết hàng rồi nha. Tí đó là hết hàng rồi đó. Rồi, phía trước đây là chợ Lạc Quế nha cô chú anh chị. À, hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em.